Leo ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Trong buổi trưa thứ bảy ngày hôm nay thì em Hương lại lên sóng một buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay này. Nhưng hôm nay em lên muộn hơn so với mọi ngày nhé. Vừa mới đi bắt được chiếc xe Innova của một bác chủ ở Hải Dương. 22 chào 34 em chào anh Giai Cường móm nhé. Thả tin thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không ạ? Con chào dì Vũ Huế này, vừa rồi vừa mới đi mua xe Innova 2014 form mới, xe tư nhân của bác ấy bán cho em. Bác ấy làm chứng nên là lên xe tải để lại cho em chiếc xe zin đẹp toàn xe luôn, toàn là xe xe Innova nhưng mà không hề có một chút taxi dịch vụ nào, xe gia đình chuẩn chỉ luôn. Mới về Innova 2014 đẹp này. Số hotline em Hương sẽ ghi ở đây luôn nhá, 0354602790 để tiện cho khách hàng nhà mình có quan tâm, có cần em tư vấn về mẫu xe nào thì cứ kết nối qua Zalo cho em ạ. Cuối tuần chúc em nhiều niềm vui, ăn lành, hạnh phúc, buôn may bán đắt. Em cảm ơn anh trai Dương Kết rất là nhiều nhá. Cuối tuần rồi thì em cũng chúc khách hàng nhà mình có một ngày nghỉ này, một kỳ, một hai ngày nghỉ lễ cuối tuần ấm áp hạnh phúc bên gia đình ạ. Em chào bác Thọ Quang nhé. Số hotline em sẽ ghim luôn ở đây nhé, 0354602790. Còn bây giờ em xin phép được quay sang năm sau để đi báo giá luôn nhé. Vì hôm nay là vào muộn so với mọi ngày là tầm 20 phút rồi. Nên các bác ơi thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Em sẽ quay cho tất cả các bác nhà mình những mẫu xe đang được chào bán bên em đây, Hương ô tô Hải Dương. Giá chỉ từ 58 triệu là có xe đi lại rồi ạ. Innova em về thêm 2014 xe tư nhân nhé. Vừa mới về đây Thọ vẫn đang giờ bắt đầu mới rửa bằng nước qua này. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Đây các bác nhìn này, bác nào mà đang quan tâm về Innova xem 8 chỗ ngồi thì em có luôn nhé. Có Innova này, giá 399 triệu trong buổi livestream ngày hôm nay. Chốt trên livestream ngày hôm nay, Innova tư nhân gia đình sử dụng 399 triệu nhé. Xe vừa mới cập bến đây các bác này, chỉ rửa bằng nước thôi, chưa cần nói là phải làm một cái gì cả, chỉ rửa bằng nước thôi nên xe đã đẹp như thế này rồi nhé. Em chào bác Phạm Bình, chào bác Nguyễn Ngọc Hải Đăng này. Anh chị em, cô dì, chú bác nhà mình có bác nào đang quan tâm về mẫu xe Innova mà phải chuẩn chỉ nhá, em nói nhá. Innova thì em về rất là nhiều nhưng mà chuẩn chỉ xe gia đình thì đây có đây, 2014 số sàn động cơ trang bị 2.0, em này là bản e xịn này. Bản e xịn 3 dàn độc lập, 3 dàn điều hòa độc lập cho em nhé. Bản e xịn có Innova đây. Đấy, bác nào quan tâm thì kết nối qua Zalo cho em nhé. Bên cạnh chiếc xe Innova 2014 mới về thì em còn có một chiếc xe Innova 2012 nhé. Đăng ký lăn bánh lần đầu là 2013. Em này cũng cực kỳ là xuất sắc luôn, biển 30. Giá chào bán chỉ có 350 triệu thôi. Đợt này em về rất là nhiều xe 5 chỗ ngồi, về xe rất là nhiều xe Innova 7 chỗ ngồi, 8 chỗ ngồi này. Innova đây ạ. Innova 2013 đăng ký lần đầu 2012, đăng ký lần đầu là 2013. Cho những bác nào quan tâm về Innova nhé, có 2012 này, đăng ký 2013 này, có 2014 xe tư nhân này, đầy đủ luôn. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Hôm nay em vào muộn hơn 20 phút vì hôm nay em vừa mới bắt chiếc xe Innova 2014 về nên là vào muộn hơn so với mọi ngày 20 phút nhé. Chúc em bán được nhiều xe nhé. Em cảm ơn bác Diệu Lê nào. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em nhé. Đợi em một chút. 7 chỗ ngồi không chỉ có Innova đâu mà em còn về thêm cả một chiếc xe Chevrolet Orlando. Orlando 7 chỗ ngồi số sàn, đời 2017 số sàn các bác nhé. Xe thì cực kỳ đẹp luôn đây. Em quay ra đây nhé. Rất là nhiều xe luôn, Innova rồi, vào giá rồi này các bác này. Vào xưởng luôn. Đời 2014 bản e xịn, xe tư nhân chính chủ nhá. Em còn có cả video vừa em mới đi mua trực tiếp của bác dân cơ. Chiều nay em sẽ lên video em đi mua xe cho các bác nhà mình xem. Em chào bác Phong ngày mới này. Innova có Innova này. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Đây em có hai chiếc xe cực kỳ đẹp 7 chỗ ngồi cho những bác nào đang quan tâm về xe 7 chỗ nhé. Ở đây em còn có một chiếc xe Chevrolet Orlando số sàn. Nếu như 7 chỗ ngồi mà các bác không thích Innova thì có luôn cả Chevrolet Orlando số sàn đời 2017 luôn. Giá chỉ trên 300 thôi ạ. Giá trên trời. Anh ơi nhé, xe thì bây giờ nó có nhiều dòng, nhiều loại xe và chất lượng xe nó sẽ nói lên giá tiền của xe. Xe gia đình khác, xe đâm vào đít hay đâm vào đầu nó sẽ khác. Và xe khoan đục taxi nó sẽ khác. Giá trên trời nhưng em chỉ bán cho người dân bình thường thôi chứ em cũng không bán cho người giờ anh ạ.
em không bán cho người rời. Anh Nguyễn Ánh nhé, em không hề bán cho người rời. Trực tiếp một tháng bọn em bán là từ 100 cho đến 150 đầu xe, nhưng toàn các bác dân biết về xe thôi. Các bác nhìn chất lượng của xe, các bác sẽ biết được là giá trị con xe nó có xứng đáng hay không. Đấy là em tư vấn thật tình ạ. 2012 đăng ký 2013 350 triệu xe chuẩn gia đình. Nếu như mà những bác nào đã từng đi xe thì các bác sẽ biết rằng xe gia đình và xe có kinh doanh dịch vụ nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Và thứ hai là xe có lỗi nó sẽ giá sẽ giảm hơn so với thị trường 450 triệu là bình thường. Nhưng mà em không làm dòng xe lỗi các bác nhé. 7 chỗ ngồi em có 2 chiếc xe Innova này. Một chiếc xe Innova 2014 xe tư nhân gia đình sử dụng 399 triệu. Bản e xịn nhé. Bản e xịn em này là cuối 2014 nên là lên form mới rồi. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Vì chiếc xe này mà hôm nay em vào muộn hơn so với mọi ngày đây này. Bên cạnh chiếc xe Innova là còn có Chevrolet Orlando cũng vừa mới về luôn, 2017 số sàn. Em nhá qua một chút để chiều em sẽ quay video chi tiết. Bác nào quan tâm thì sẽ để lại số điện thoại hoặc kết nối qua Zalo cho em 0354602790 để em lấy hướng tư vấn nhé. Bên cạnh những dòng xe 7 chỗ ngồi, 5 chỗ ngồi thì em còn có cả Tucson này. Một chiếc xe máy xăng 2 cầu số tự động đẹp, một chiếc Tucson đây ạ, biển 30G. Tucson đời 2010 số tự động 2 cầu em đang bán là 438 triệu. 438 triệu cho chiếc Tucson 2010 của em Hương nhé. Số tự động 2 cầu máy xăng, đầy đủ công nghệ đồ chơi, phía sau xe lắp lipo thể thao này. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa, xin nhan trên gương. Màn hình giải trí OLED, màn hình giải trí OLED đầy đủ cho em nhé. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em chiếc Tucson này đi ạ. Có Tucson máy xăng 2 cầu số tự động nhé. Lên đề lổ thông minh, màn hình giải trí, túi khí an toàn, ghế da xin đẹp luôn. Em chào bác Long Giang này, chào bác Sáu Long. Có Tucson ạ, Tucson 2010 số tự động đẹp. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nha anh Cảnh Trần ơi. Bị bắt xe về muộn quá, chắc các bác tưởng em nay nghỉ nay nên là chưa thấy vào xem buổi nay của em ạ. Innova về rất là nhiều, đặc biệt là chiếc 14 này, tư nhân sử dụng này, form mới 2015 luôn. 399 triệu. Em chào bác Lợi Phạm nhé. Bên đây em còn có một chiếc Spark này. Spark đời 2009, động cơ trang bị 0.8, bản lắp ráp trong nước. Em đang bán chiếc Spark này với giá là 86 triệu. Cho những bác nào đang có nhu cầu tập lái này, mua xe về tập lái nhé, có Spark. Spark với giá là 86 triệu ạ. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi, biển 30A, sơn si sạch rẽ, điều hòa mát lạnh, có Spark đi. Chevrolet Orlando số sàn này, đi sâu hơn nữa và đây em sẽ quay một dàn xe mới về nhé. Captiva số sàn 7 chỗ ngồi cũng mới về, giá rẻ cũng có luôn này. Em chào anh Giai Hùng Lâm này. Ở đây bác nào đang quan tâm về dòng xe trên 200 triệu mà là số tự động thì em có CDX này. CDX đời 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011, giá chào bán bao nhiêu? Giá chào bán là 265 triệu. Số tự động đẹp cho siêu phẩm CDX, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Và muộn quá các bác không biết là em Hương bán là báo giá ngày hôm nay rồi. Chào anh Giai Văn Khương nhé. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Chào bác Nguyễn Đô. CDX đời 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011, 265 triệu. Bao rút hồ sơ vẫn tặng thêm các bác nhà mình 10 triệu đồng này. Vẫn tặng thêm các bác nhà mình 10 triệu đồng cho chiếc xe CDX màu trắng số tự động đẹp đây ạ. Vô lăng thiết kế 3 chấu cực kỳ đẹp luôn. Đây ạ, củ số phanh tay sắc nét nhá. Em sẽ quay lại chiếc xe Innova vừa mới về nhé. Em chào anh Đỗ Tuấn Trung này. Innova vừa mới về các bác nhìn này. Chuẩn xe tư nhân gia đình các bác nhìn nhé. Từ vô lăng này, vô lăng không hề có một vết xước, bác chủ cũ giữ rất là cẩn thận này. Túi khí an toàn này, ghế da zin này, điều hòa nóng lạnh, trần này không hề bị ố hay là bị ám luôn. Nhìn cái củ số phanh tay là các bác sẽ biết được rằng chất lượng xe bác chủ đi như thế nào. Đây các bác nhìn này, mặt vô lăng các bác nhìn này, thật sự là quá là chất lượng cho một chiếc xe Innova tư nhân chính chủ này. Ốc nhái còn sáng choang, không hề có một dấu hiệu gì là vặn hay là mở nhá. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đây nào. Innova 2014 form mới rồi, xe chính chủ tư nhân gia đình sử dụng. Em đang bán với giá là 399 triệu. 399 triệu cho một chiếc xe Innova đây ạ. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Rất là nhiều xe đang được chào bán bên em ạ.
7 chỗ ngồi em còn có cả Captiva biển 37 Nghệ An vừa mới về sáng ngày hôm nay đây. Captiva đời 2008, đây là một trong những cái dòng xe 7 chỗ ngồi giá rẻ nhất hiện tại bên em nhé. 208 triệu cho một siêu phẩm Captiva. Màu đồng, xe đăng ký 7 chỗ ngồi, đầy đủ công nghệ đồ chơi, hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo, vô lăng thiết kế 4 chấu có túi khí an toàn nhé. Captiva đây ạ, 2008, giá chào bán 208 triệu. Số sàn động cơ trang bị là 2.4 nhá. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em bác Thơm Lê ơi. Hôm nay em vào muộn quá, vừa mới đi mua xe về, nên là vào like muộn hơn so với mọi ngày, nên là các bác cứ nghĩ là em không like. 7 chỗ ngồi em có Captiva này, đời 2008, động cơ trang bị 2.4 nhá, màu vàng đồng. Xin nhan trên gương đầy đủ cho em rồi ạ. La răng thiết kế 5 chấu nhá, hệ thống phanh cực kỳ an toàn luôn. Captiva chốt trên livestream còn 200 triệu tròn, xe vừa mới về đấy các bác ạ. Xe vừa mới về vẫn chốt cho các bác nhà mình 200 triệu trên livestream ngày hôm nay. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Em chào anh Phương Phùng, chào anh Đình Nguyễn nào. Đằng sau chiếc Captiva là em còn có chiếc xe Ford Ranger. Ford Ranger bản XNS đời 2017, bản nhập khẩu, động cơ trang bị 2.0. Em đang bán chiếc bán tải Ford Ranger màu đen biển Thái Bình này với giá là 586 triệu. 586 triệu cho chiếc xe Ford Ranger đời 2017 bản nhập nhá. Động cơ trang bị 2.2 nhập Thái Lan, lướt sơn màu đen đẹp. Ford Ranger chuẩn chỉ cho những bác nào thích dòng xe bán tải này, khỏe mạnh này, hay còn gọi là ông vua của những dòng địa hình nhá. Bác nào từng đi bán tải thì không bao giờ muốn đổi sang dòng xe khác. Vì sao ạ? Vì em nó đi rất là khỏe này. Vô lăng các bác nhìn này, vô lăng thiết kế tổ hợp các phím bấm trên vô lăng, màn hình giải trí số tự động đẹp. Em này là máy dầu một cầu các bác nhé. Máy dầu một cầu có bán tải đi rồi. Bán tải Ford Ranger bản XNS 2017 bản nhập khẩu nhé. Rất là nhiều khách hàng quan tâm về Innova thì chiều nay em sẽ lên video nhé. Vừa em có video mua trực tiếp của bác dân luôn, mua về phát là về vội vàng về live stream cho bác xem luôn, nên là em chưa đăng được lên nhé. Đây ạ, Innova nữa đây, một chiếc xe Innova nữa đây. Gì nhỉ? Anh em, anh ơi, anh con này vừa ai ghi? Con này vừa ai ghi? Con này quá. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên các bác ơi. Chúc em cuối tuần chọn bán được nhiều xe. Em cảm ơn anh ạ. Em cảm ơn anh Phong Phùng rất là nhiều nhé. Quan tâm mẫu xe nào thì kết nối qua số điện thoại, em sẽ gửi hình ảnh video chi tiết cho các bác nhà mình. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Ở phía sau bên đây em còn rất là nhiều này. Bác nào quan tâm về Vios số sàn không ạ? Em có Vios số sàn đời 2018 này. Vios số sàn xe tư nhân gia đình sử dụng này, đời 2018 nhé. Em này gốc Sài Gòn. Form dáng mới bản này là 4 phanh ABS chống bó cứng này, có xi nhan trên gương. Vios đời 2018 em đang chào bán với giá là 389 triệu cho chiếc xe Vios 2018, màn hình Android cỡ lớn này. Trên vô lăng tích hợp các trên vô lăng này có túi khí an toàn thôi, có túi khí an toàn. Ghế da xịn sò cứng cáp các bác nhìn nhé, sạch sẽ không hề bị rách hay là vỡ này. Trần nỉ nguyên zin này, màn hình Android cỡ lớn, gương kính cụp chỉnh cho em. Bản này là sẽ có 4 phanh ABS tương ứng với 4 bánh nhé. Lốp lắp rất là dày luôn, xi nhan trên gương. Cam hành trình, màn hình giải trí có đầy đủ cho em. Chốt trên livestream ngày hôm nay còn 380 triệu cho chiếc xe Vios đời 2018 form mới cực đẹp cho em nhé. Chào bác Hoàng Mai, chào chú Mạnh Mạnh này. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào bác Thảo Nguyễn, chào bác Giang Vũ nhé. Nay em vào muộn quá mà. Bên cạnh chiếc xe Innova đời 2018 bản E thì em còn có chiếc Vios 2018 bản E, em còn có một chiếc xe Vios cũng là bản E đời 2009 nữa nhé. Vios bản E đời 2009 đây, số sàn. Bác nào mà tầm tiền hơn 200 hoặc 200 triệu mà muốn mua Vios đời hơi sâu một chút thì em có 2010, có 2009 này.
Vios đời 2009 bản E màu đen em đã bán là 200 triệu. Xin nhan trên gương đầy đủ rồi, với cái tầm tiền là 210 triệu thì các bác rất là dễ mua xe nhé. Xe đẹp quá, con cảm ơn chú nhé. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình cho con đi ạ. 200 triệu tròn là các bác có thể mua một chiếc xe Vios bản E đời 2009 số sàn màu đen đẹp đây ạ. Có Vios đây, tầm tiền này rất là dễ mua nhé. Em chào anh Dương Văn Thuật này. Bên cạnh chiếc xe Vios bảo màu đen thì em có một chiếc xe số tự động nhưng giá chỉ có 238 triệu thôi. Một chiếc xe CDX bản nhập Hàn đời 2009, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2010. Cho những bác nào thích xe số tự động một tầm tiền trên 200 nhé. Bản sedan 2 đầu, đầy đủ công nghệ đồ chơi, cửa sổ trời, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, phanh ABS này. Biển 18 các bác nhé, biển 18 Nam Định. Có CDX ạ, CDX 2009, đăng ký 2010, giá chào bán là 240 triệu. 240 triệu. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình cho em nhé. Ghế da màu là màu da bò rất là đẹp này. Màn hình giải trí nhé. Sấy sưởi ghế, điều hòa ghế hai vùng. Trên vô lăng thì có tích hợp các phím bấm này. Có luôn cả cửa sổ trời nhé. Mà giá chỉ có 240 triệu thôi ạ. Và quan trọng là em còn bớt nhé. Còn bớt và còn bao hồ sơ. Mát trời thế này, bão đơn em nhỉ. Từ sáng đến giờ là chốt hai xe rồi chị gái nhé. Chốt hai xe rồi. Chào anh Giai Đoàn Dự nhé. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Hôm nay em Hưng vào muộn, vừa đi mua đi xe về. Giờ mới lên sóng nên các bác chắc là không thấy em like, là tưởng hôm nay em không like rồi. Em chào anh Giai Trương Nguyễn nào. Anh Nguyễn ơi, em đợi mãi mới thấy anh Giai vào. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Ở đây em còn có một siêu phẩm Chevrolet Cờ Đuôi. Một chiếc xe Chevrolet Cờ Đuôi đời 2011, số sàn nước sơn màu đen đẹp. Các bác nhìn chiếc xe này. Bản sedan 2 đầu màu đen đẹp, số sàn 1.6, bản lắp ráp trong nước nhé. Nhìn ngoại thất đã muốn mua rồi. Lại còn có gương kính cụp chỉnh nhé. Em này được bác chủ cũ độ lên gương kính cụp chỉnh này. Có dải đèn nét phía dưới này, xe tư nhân Hải Dương sử dụng nhé. Có dải đèn nét này, gương kính là cụp chỉnh. Xin nhan trên hông. Xe đậm chất thể thao luôn. Giá chào bán chỉ có 245 triệu thôi. 245 triệu. Chốt trên livestream ngày hôm nay chỉ còn 235 triệu, xe mới cập bến ngày hôm qua. Những chiếc xe đẹp như thế này, giá cũng đẹp như thế này, chỉ trong vòng 24 giờ là bay thôi các bác ạ. Độ lên body phía dưới, các bác nhìn body này. Đấy, 245 triệu nhưng bác chủ cũ độ lên gương kính cụp chỉnh này. Độ lên body này, nắp bô đôi thể thao cực kỳ đẹp luôn. Mà em bán cho các bác nhà mình chỉ là 235 triệu thôi. 235 triệu em bao hồ sơ cho các bác luôn. Thế là quá ok chưa ạ? 235 triệu em bao hồ sơ. Cực kỳ đẹp luôn nha. Em chào anh Đoàn. Em chào anh Đoàn Quảng này. Muốn mua xe mà chưa có tiền, em ơi cố gắng lên anh ơi. Anh Giai nhờ mình. Anh mua xe bạn thân em được đi thì bao giờ giá cũng rẻ nhá. Xe bên em Hương thì 58 triệu có xe, 65 triệu có xe, mấy chục triệu cũng có xe rồi. Hoặc như con i10 này 200 triệu bán này, bớt xe livestream còn 190 triệu vẫn có xe đi. i10 2014 bản nhập Ấn, số sàn nước sơn màu đỏ đẹp. À, hai vợ chồng với ba con nhỏ đi là ok anh nhé. 190 triệu chốt trên livestream ngày hôm nay ạ. i10 nhập Ấn đây, có i10 nhập Ấn. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình cho em lên các trang cá nhân và hội nhóm giúp em nhé. Nay vào muộn quá. Đây là nội thất bên trong của i10 2014 các bác này, bản nhập Ấn Độ này. Màn hình OLED cỡ lớn rồi, ghế da hai màu, bên ngoài nước sơn màu đỏ cực kỳ đẹp luôn. Sơn si sạch sẽ thôi. Ở đây em có bán tải luôn nhỉ. Một chiếc bán tải Isuzu D-Max được sản xuất vào năm 2016 này. Đăng ký lăn bánh lần đầu là 2017. Giá chào bán máy dầu 2 cầu Isuzu D-Max là 535 triệu. 535 triệu. Xin nhan trên gương 2 cầu, máy dầu số tự động, một chủ sử dụng. Máy số zin, sơn zin 100%. Zin từng con ốc luôn. Zin từng con ốc luôn các bác nhé. Em đang bán chiếc bán tải Isuzu này với giá là 535 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay phải nói là không phải bớt nữa mà là cắt lỗ luôn. Cắt lỗ chiếc xe Isuzu D-Max này với giá là 515 triệu. 515 triệu các bác nhé. Đây là các bác này, lên thùng cao rồi, không phải làm thùng nữa đâu ạ. Lên thùng cao rồi, tưởng em đi bắt các em mua trần không có nhà để livestream. Hôm trước thì cắt lỗ mà con mua trần. Hôm sau này cắt lỗ một con Range Rover. Thực chất là em Hương chỉ đủ đẳng cấp để phục vụ các bác nông dân thôi. Còn những cái đẳng cấp như là Mui Trần hay là Range Rover toàn cắt lỗ thôi anh Giai Trung Nguyễn ơi. Toàn cắt lỗ thôi. Xe mà cứ tầm 800, 900 hay 1 tỷ nè. Chỉ có cắt lỗ thôi. Đã.
uống giá không uống được. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Có bán tải 2 cầu, có bán tải 1 cầu này. Và em còn có thêm cả Vios này. Vios màu vàng cát đời 2014 số sàn. Lên màn hình Android cỡ lớn rồi. Lên màn hình Android cỡ lớn và xe tư nhân gia đình nha. Em đang bán chiếc xe Vios này với giá là 350 triệu. À xin lỗi, 340 triệu ạ. 340 triệu. Chốt con này cho anh con màu đen biển 34-200. Con màu đen biển 24-300 nó con nào nhỉ? À anh ơi, con Chevrolet Cruze đấy em đang bán là 245 triệu. Nếu như anh Phạm Văn Việt thật sự thiện chí thì em để cho anh là 230 triệu. Tức là em bớt 15 triệu đồng trên livestream ngày hôm nay. Không ai em bớt cái giá đấy cả. Chỉ trên livestream ngày hôm nay riêng cho anh Việt này 300. À đâu, bao nhiêu tiền nhỉ? 330 triệu. À, 230 triệu. 230 triệu chốt trực tiếp trên livestream. Bình thường chỉ bớt 5 hoặc 10 triệu đồng. Và bao hồ sơ là căng nhất. Nhưng mà không có gì bằng khách thích xe. Đúng người, đúng xe là em sẽ chốt này. 230 triệu chỉ em Lê Hương mới có thể chốt cho anh cái giá này. Với một chiếc xe thể thao như thế này nhé. Một chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2011. Độ lên gương kính cụp chỉnh này. Độ lên body này, phanh ABS. Động cơ trang bị 1.6. Có màn hình giải trí rồi. À, em này thì nó cứ cầm chìa khóa ra bên ngoài, nó sẽ tự động cụp cái chốt cửa vào. Em không cầm chìa khóa ở đây, chứ em mở ra bên trong một phát nhìn là yêu luôn nhé. Anh Việt ơi, 230 triệu chốt trên livestream ngày hôm nay. Chỉ riêng anh Việt mới chốt trên livestream với cái giá này thôi anh nhé. Chỉ trên livestream em mới chốt với cái giá đấy thôi ạ. Để lại số điện thoại, tí em sẽ gửi hình ảnh video chi tiết cho anh xem. Em đã quay video chi tiết rồi, để các bác có thể xem được chất lượng từng con ốc của xe, từng bộ phận, từng chi tiết mà em Hương review quay rất là chi tiết luôn. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Em chào anh Nguyễn Tiến Vang nhé. Fiat đời 2014 màu vàng cát số sàn em đang bán là 340 triệu. Bớt 10 triệu đồng trên livestream còn 330 triệu. Em vẫn bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Biển 35 màu vàng cát, xe tư nhân gia đình nhé. Biển 35. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên ạ. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em. Em chào anh Nguyễn Tiến này. Bên cạnh chiếc xe Vios số sàn em còn có một chiếc xe Hyundai Accent. Accent đời 2019, động cơ trang bị 1.4, số tự động đẹp, một chủ sử dụng, biển 34 này. Đèn bi salon, giải đèn nét đầy đủ, xi nhan trên gương. Một chiếc xe hội tụ tất cả về ngoại hình, máy số, công nghệ, đồ chơi hết trên chiếc xe này rồi. Đây, order chuẩn của em này là 4 vạn nhé. Hôm em mua là 3 vạn 8, nhưng mấy hôm em đi đám cưới em bỏ ra đi nên là lên là hơn 4 vạn, 4 vạn nhé. Màn hình giải trí này, trên vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi khẩu lệnh này. Ghế da hai màu, gương kính auto tự động cho em. Bao tiết hãng toàn quốc cho các bác nhà mình khi các bác mua một chiếc xe Accent 2019 với giá là 485 triệu. Em Hương vẫn bao rút hồ sơ cho các bác nhé, 485 triệu. Có Accent đi rồi. Em chào anh Hoàng Văn Thụ này. Bên cạnh chiếc Accent đời cao, tự tin cam kết tiết hãng cho các bác nhà mình, thì em còn có một chiếc xe Accent đời 2011, siêu phẩm số tự động Hyundai Accent 2011. Accent 2019 là bản lắp ráp trong nước, nhưng Accent 2011 này là bản nhập khẩu nhé. Biển 29A, đèn halogen kết hợp với đèn phá xương, đèn gầm đầy đủ, xi nhan trên gương, na răng thể thao và phanh ABS. Một chiếc xe Hyundai Accent đời 2011, giá chào bán là 345 triệu. 345 triệu, nhưng các bác ơi, các bác biết thế nào là zin không ạ? Là zin từ ghế da, từ nội thất đã là ghế zin rồi. Ghế da nguyên khối của nhà sản xuất nhé, không phải ghế da mà bọc lại là triệu, 2 triệu một bộ ghế da đâu ạ. Mà là ghế da nguyên bản của nhà sản xuất này. Trên vô lăng là các bác nhìn này, còn đẹp led căng như thế này. Vô lăng thì được bác chủ cũ bọc lại cho nó, em nó bộ áo da này. 345 triệu chốt trên livestream còn 335 triệu bao rút hồ sơ. Đến xem xe em lại bớt tiếp cho các bác nhà mình, tặng các bác bình xăng đi về. Gương kính auto tự động, cột kèo keo chỉ zin, đã là zin là cột kèo keo chỉ zin, đằng trước đằng sau zin, máy số zin đét luôn. Một chiếc xe Hyundai Accent 2011 335 triệu là giá các bác nhà mình chốt trên livestream ngày hôm nay nhé. Cam lùi, cam hành trình, cảm biến va chạm đầy đủ, phía sau có 4 mắt cảm biến va chạm này. Em chào bác Nhung Thịnh, chào bác Xuân Cường, chào bác Nguyễn Thành Lương, chào anh Nguyễn Duy Hoàn. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào.
và muộn hơn so với mọi ngày là các bác cũng quên luôn cả giờ em Hương livestream rồi. Ở đây em còn có một chiếc bán tải chi tông nhá. Isuzu D-Max 4Runner Nissan Navara là một dàn những dòng xe bán tải này. Em còn mới về thêm cả bán tải chi tông đến từ nhà Mitsubishi này, biển 29 nhá. Bán tải chi tông đời 2016, số tự động bản nhập khẩu, động cơ trang bị 2.5. Em đang bán chiếc bán tải chi tông một cầu 2016 máy số zin này với giá là 469 triệu. 469 triệu cho chiếc bán tải chi tông này, đến từ thương hiệu Mitsubishi đây ạ. Bên em đây Hương nhiều xe tập lái, xe lướt đời cao, giá cả rất yêu thương, quý khách hàng tham khảo. Cảm ơn bác Trương Nguyễn rất là nhiều. Cảm ơn những lời feedback, những lời tâm sẻ, chia sẻ thật tình của bác nhé. Vì bác đã từng mua xe bên em rồi thì chất lượng và giá cả bác sẽ biết luôn đúng không ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều nhé. Em sẽ ghim luôn cả cái bình luận của anh Trương Nguyễn ở đây này, một người đã từng mua xe của em này. Em có Corando không ạ? Corando em không có chị nhá, em không có ạ. Em chỉ có Corona Altis này, Hyundai Kona thì em cũng tạm hết rồi, em chỉ còn Corona Altis thôi, không còn chiếc xe đấy ạ. Bên đây em còn có một chiếc bán tải nữa đây, bán tải Nissan Navara. Nissan Navara đời 2017, máy dầu một cầu, nước sơn màu trắng đẹp, biển 29C này. Em này thì cũng lên thùng thấp rồi, xin nhan trên gương, máy số zin đẹp luôn, 510 triệu đồng là em đang chào bán chiếc bán tải màu trắng nhé. Mặc dù các bác công trình, công trường hay là cơ khí mà muốn mua bán tải này mà các bác kén về màu thì em đều có thể cung cấp cho các bác những cái màu mà phù hợp với mệnh, phù hợp với cung số của các bác nhà mình này. Nissan Navara 500 triệu tròn chốt lên livestream, bao hồ sơ cho các bác nhà mình, màu trắng này. Bán tải chi tông là màu bạc này, Isuzu D-Max là màu đỏ này, hai chiếc Forerunner, một màu vàng cát và một màu đen nhé. Rất là nhiều bán tải luôn. Em chào anh Hùng Long, chào anh Thiệu Mao Moha này. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Hyundai Accent số tự động đời 2011 bản nhập khẩu, giá chào bán có 345 triệu. Chốt trên livestream còn 335 triệu em bao hồ sơ nhé. Phanh ABS, na răng thể thao đầy đủ rồi. Bên cạnh chiếc xe, chiếc đằng trước chiếc xe Accent em còn có một chiếc xe Corona Altis này. Nhưng điều đặc biệt là Corona Altis này là số sàn các bác nhé. Corona Altis số sàn, biển 18 Nam Định. Hệ thống va chạm phía sau có hai mắt cảm biến này, đèn hậu các bác nhìn này. Nhìn cụm đèn hậu phía sau của Corona Altis này sáng choang luôn. Bản này là bản 1.8 các bác nhé. Bản Corona Altis 1.8 này xin nhan trên gương đầy đủ cho em. Zin đẹp toàn xe, Corona Altis đời 2013, giá chào bán là 397 triệu. 397 triệu cho chiếc xe Corona Altis các bác nhìn này. Củ số phanh tay này, ghế áo da này, zin đẹp toàn xe luôn. Đã là zin thì phải bao tiết hãng toàn quốc cho các bác nhà mình. Có Corona Altis đời 2013, số sàn 1.8 ạ. 397 triệu bớt 10 triệu đồng bao rút hồ sơ cho các bác nhà mình. Máy số zin 100% nhá, 2013 có Corona Altis ạ. Chào anh Phạm Văn Tiến này, chào bác Nguyễn Hoàng Hải, chào bác Nguyễn Xuân Thanh. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình cho em nào. Chào bác Cường Nhất nhé, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Nay vào muộn quá, vừa bắt đi Innova về nên là livestream hơi muộn nhé. Ở đây em còn có một chiếc xe Mirage này, Mirage đến từ thương hiệu Mitsubishi, biển 21A, nước sơn màu trắng này. Em này thì form dáng nhìn nó giống như là Morning và i10 vậy, nhỏ nhỏ còn gọn xinh xinh thôi. Nhỏ gọn và xinh nhá. Một chiếc xe Mirage đến từ thương hiệu Mitsubishi đời 2016 nhưng giá loanh quanh chỉ có 239 triệu thôi. 239 triệu bao rút hồ sơ, tặng các bác 10 triệu đồng. Là còn 229 triệu em bao hồ sơ luôn. Trên vô lăng thì có túi khí an toàn này, trên ghế phụ cũng có túi khí an toàn luôn nhá. Màu trắng đẹp, form dáng nhỏ xinh. Có một chiếc xe Mirage đời 2016 này, đời khá là cao nhưng so với tầm tiền là rất là ok luôn. Hệ thống va chạm phía sau có 4 mắt cảm biến va chạm, có cam lùi luôn. Một dàn lốp mới dày dặn này, la răng thể thao đầy đủ cho em. Từ những cái phần như gương lồi khi các bác nhìn điểm khuất, điểm mù cũng có hết rồi. Xin nhan trên hồng, chốt trên livestream ngày hôm nay còn 229 triệu bao hồ sơ nhé. Em chào chị gái Kim Cúc này. Chị gái Kim Cúc về bảo anh trai như nào rồi, bảo anh xã như nào rồi chị ơi. Hay là chốt chiếc xe Accent này chị Kim Cúc này. Accent nhập khẩu máy số zin, số tự động. Số tự động thì bằng B1, B2 thì hai vợ chồng mình đều có thể dễ đi nhá. Bằng B2 nếu mà chị thì bằng B2 hay B1 đều dễ đi này. Accent 2011 bản nhập khẩu nhá, giá chỉ có 345 triệu thôi. Còn thương lượng còn bớt, còn bao rút hồ sơ nhá. Máy số zin, ghế da zin đẳng cấp luôn.
đi Accent nhập khẩu rất là sướng luôn, đầm chắc này, mà nhìn xe bên ngoài máy số zin, sơn zin, nhìn xe rất là đẹp luôn. Có Accent tự động đi ạ, giá chỉ trên 300 một chút thôi. Ở đây bác nào hẹn mà mai chị hẹn em ở Hải Dương nhé. Ok chị gái ơi, đợt này em về nhiều xe nhá, nếu như mà mua xe thì anh chị cứ cân đối làm sao mua số tự động. Bình thường nếu như mà anh trai đi thì anh trai đi số sàn thì nó sẽ dễ hơn, nhưng mà chị em mình là nữ đấy chị ạ, thì cứ nghĩ, em nghĩ là đi số tự động sẽ dễ hơn. Còn nếu như mà bằng của chị là bằng B2 thì cứ xe nào vừa túi tiền kinh tế nhà mình thì mình mua chị ạ. Em vẫn đợi chị đây, chị Kim Cúc nhé. Em chào bác Thắng Hà này. Bên cạnh chiếc xe Accent thì em còn có một chiếc xe Honda Civic này. Honda Civic đời 2007, động cơ trang bị 1.8, em này cũng là số tự động, biển 34 Hải Dương này. Honda Civic 255 triệu số tự động đẹp. Có Honda Civic cho các bác nhà mình nhé. Có Honda Civic này, 255 triệu em còn bao rút hồ sơ nhé. Mai chủ nhật rồi chị cứ cho anh xã xuống chị nhé. Địa chỉ bên em 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Số điện thoại em cũng sẽ ghi ở đây luôn, 0354602790, để chị có thể liên lạc. À, chị lưu số của em rồi đúng không ạ? Chị lưu số của em rồi. Đấy, kết nối qua Zalo thì để em tư vấn nhé. Kết nối qua Zalo em gửi định vị giam giam đón ạ. Ở đây em còn có một chiếc xe Y30 này. Y30 số tự động, biển 17 Thái Bình, lên đèn bi salon lại đèn gầm đầy đủ, xin nhan trên gương. Y30 đời 2010, bản nhập 1.6 nhá. Em đang bán với giá là 308 triệu. 308 triệu. Em Y30 này điều hòa auto tự động này, trên vô lăng tích hợp các phím bấm này, ghế da zin còn giữ được nguyên bản, có cửa sổ trời này. Y30 em đang chào bán với giá là bao nhiêu? Với giá là 308 triệu. Chốt trên livestream ngày hôm nay em để cho mình còn 300 triệu tròn và vẫn bao rút hồ sơ cho các bác nhà mình. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Có Y30 đi các bác nhé. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ kết nối qua Zalo cho em, 0354602790, em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác nhà mình. Ở đằng trước xe Y30 nhập Hàn thì em còn có một chiếc xe Kia Rio bản nhập Hàn này. Kia Rio bản nhập Hàn đời 2015, số tự động đẹp, nước sơn màu trắng này. Đời 2015 em đang chào bán với giá là 379 triệu. 379 triệu, đèn bi salon, đèn gầm cũng là đèn bi, xin nhan trên gương đầy đủ cho em ạ. Có Kia Rio. Kia Rio bản nhập Hàn số tự động nhé. Màn hình giải trí đầy đủ này. Có ga tay tự động cruise control nhé. Đề lỗ thông minh, vô lăng tích hợp các phím bấm này. Nếu như mà hai vợ chồng đi Kia Rio rất là ok luôn. Xe nhập Hàn màu trắng đẹp đây. 379 còn 370 triệu, bao rút hồ sơ. Bao rút hồ sơ và vẫn còn bớt cho các bác nhà mình. Em chào bác Linh Bùi, chào bác Hiển Lê, chào bác Sinh Hoàng, chào bác Hùng Phạm Thanh này. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chevrolet cờ đuôi biển 37 em cũng có luôn. Cờ đuôi biển 37 đời 2011, giá chào bán là 245 triệu. Em có 3 chiếc xe cờ đuôi như vậy nhé. Chiếc này thì gương kính là không cụp chỉnh tự động, là giữ nguyên bản. Còn chiếc biển 34 kia thì bác chủ cũ độ lên body bô đôi phía sau, và có gương kính auto tự động cho em. Chiếc cờ đuôi này phía dưới có đèn gầm là đèn bi và giải đèn led đầy đủ cho em. Xin nhan trên hông, 245 triệu có Chevrolet cờ đuôi biển 37 này. Có màn hình giải trí, túi khí an toàn, ghế da màu đen nhé. Còn chiếc 34 kia thì là gương kính này, bác chủ cũ độ lên rồi. Gương kính cụp chỉnh tự động, chỉ cần bấm chìa khóa thôi là sẽ tự động mở cửa, mở cụp xòe gương kính nhé. Bên cạnh chiếc cờ đuôi em còn có một chiếc xe Mazda 3. Mazda 3 đời 2017, số tự động, động cơ trang bị 1.6 này. Mazda 3 em đang bán với giá là 535 triệu. 535 triệu cho chiếc xe Mazda 3, phanh tay điện tử và có hai chế độ lái này. Em này thì nhiều công nghệ, nhiều đồ chơi. Nhiều công nghệ, nhiều đồ chơi nhé. Động cơ trang bị 1.6 biển 30. 535 triệu hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng, gương kính cụp chỉnh cho em. Còn thương lượng và còn bớt thêm nếu bác nào đang quan tâm nhé. Bên cạnh chiếc xe Mazda 3 thì em còn có một chiếc xe Captiva này. Captiva một chủ, 7 chỗ ngồi, số tự động, máy xăng nhé. 7 chỗ ngồi Captiva một chủ đời 2010, đăng ký 2011. Em đang chào bán với giá là 299 triệu. Biển 12A, đèn bi salon, đèn gầm đầy đủ, xin nhan trên gương. Captiva đời 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011. Số tự động đẹp, lên màn hình giải... À, chưa có màn hình các bác ạ. Nhưng mà em này là điều hòa auto, sấy sưởi ghế này.
ghế da zin nguyên bản, trần nỉ nguyên zin, 289 triệu là giá em sẽ chốt cho các bác nhà mình chiếc Captiva này. Giá trực tiếp trên livestream ngày hôm nay nhá, có Captiva 7 chỗ ngồi. Cực kỳ đẹp luôn, màu đen lại còn một chủ nữa, kiếm ở đâu ra. Em chào bác Nguyễn Thắng nào, thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Ở đây em còn có một chiếc xe CDX nữa nhá. CDX số tự động đời 2009. Động cơ trang bị 1.6 bản nhập này, CDX màu xanh ngọc, nhìn rất là đẹp luôn. Cửa sổ trời, đề lồ thông minh, màn hình giải trí có luôn. Giá 238 triệu. Chốt trên livestream ngày hôm nay chỉ còn 230 triệu thôi ạ. 230 triệu. Em chào chị gái Đặng Thu Trang, thả tim thả like cho em nên chị gái ơi, hôm nay em vào like muộn quá, các bác tưởng em Hương là like không like rồi. Giờ mới đi để bắt xe về, vội vàng lên sóng luôn đây các chị gái ơi. Ở đây nếu bác nào mà thích 5 chỗ ngồi gầm cao này thì em còn có Eco Sport nhá. Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao đời 2015, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2016, em đang chờ bán với giá là 418 triệu. Máy số zin một chủ từ mới, 5 chỗ ngồi gầm cao Eco màu đen, bản titanium cao cấp nhá. Cửa sổ trời đầy đủ cho em, cửa sổ trời đầy đủ cho em này. Phanh ABS, túi khí an toàn, xi nhan trên gương đầy đủ rồi. Phím mở một chạm này, bao tiết hãng toàn quốc. Nếu như các bác còn chưa tin tưởng vào chất lượng xe thì có thể mang ra hãng nhá, hãng Ford để test cho em nhá. Đây ạ, đây là bên trong nội thất đây. Eco Sport 418 triệu, chốt trên livestream còn 408 triệu bao rút hồ sơ. Nếu như mà dòng Eco, dòng Ford các bác không thích thì các bác có thể sang dòng 5 chỗ ngồi gầm cao nữa. 5 chỗ ngồi gầm cao, một chiếc xe Hyundai Tucson. Hyundai Tucson đời 2011, số tự động đẹp 2 cầu, máy xăng, biển 34A, tư nhân một chủ này. Em này là chính chủ một đợt từ đầu nhá. Chính chủ từ đầu đây ạ. Phím mở một chạm thông minh, cửa sổ trời toàn cảnh, sấy sưởi ghế, điều hòa auto. Tucson em đang bán là 455 triệu. 455 triệu còn thương lượng độc ná, còn bớt cho các bác nhà mình. Cho xem còn bán tải ạ. Bán tải em có anh Nguyễn Thắng ơi, bán tải em có nhá. Đợi em một chút nhá, chiếc này thì em cọc rồi. Còn bán tải Ford Ranger màu đen, Isuzu D-Max màu đỏ ạ, Nissan Navara màu trắng, và con nào nữa nhỉ? Và một chiếc bán tải Ford Ranger màu đen nữa nhá. Cảm ơn bác Đặng Thu Trang và bác Trương Nguyễn rất là nhiều. Thả tim thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Rất là nhiều xe luôn. Lắng quá. Đang dâm mà tự dưng lại lắng quá. Bác nào mà đang quan tâm về xe tầm trên 100 triệu mà để tập lái hoặc đi gia đình thì em có một chiếc xe Kia Morning nhá. Kia Morning số sàn giá chỉ có 128 triệu thôi. 128 triệu có Kia Morning số sàn ạ. Bán tải em có luôn nhá. Bán tải này, CDX này, Innova mới về lại đầy đủ luôn. Thả tim thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Bán tải đâu rồi? Bán tải em có một cầu với hai cầu thì không biết anh quan tâm bán tải một cầu hay hai cầu ạ. Đây ạ, bán tải Isuzu, à bán tải Ford Ranger. Bán tải Ford Ranger đời 2017 nhé. Số tự động một cầu, máy dầu, biển là 17 Thái Bình này. Em đang bán chiếc bán tải này với giá là 586 triệu. 586 triệu chốt trên livestream ngày hôm nay. Còn 576 triệu bao rút hồ sơ. Bác nào cần hỗ trợ sang tên, bác nào cần hỗ trợ sang tên thì em vẫn sẽ sang tên cho các bác nhà mình nhé. Màn hình giải trí đầy đủ rồi, nước sơn màu đen đẹp, máy số zin, bao tiết hãng toàn quốc luôn. Bao tiết hãng toàn quốc cho các bác nhà mình luôn đối với chiếc bán tải này ạ. Biển 17 màu đen cực kỳ đẹp luôn. Số sàn trên 200 thì em có Chevrolet cờ đuôi này. Cờ đuôi em về thêm 3 chiếc, nhưng chiếc này em cảm thấy ưng ý nhất này. Máy số chất này, nhiều công nghệ đồ chơi nhá. Bác nhìn này, gương kính cụp chỉnh tự động này. Nội thất ghế da sáng bóng luôn, cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí này. Lắp cho em được có líp bôi thể thao luôn. Bô líp thể thao nhá, hai bô líp thể thao cực kỳ đẹp luôn. 245 triệu, chốt trên livestream ngày hôm nay còn 235 triệu bao rút hồ sơ. Bình thường dòng này là gương kính không cụp chỉnh nhá, mà bác chủ cũ độ lên này, gương kính là cụp chỉnh này. Có lipo thể thao này, biển 34, chính chủ Hải Dương sử dụng các bác nhé. Đầy đủ đồ chơi rồi, màn hình giải trí, túi khí an toàn. Các bác comment mạnh mẽ lên nào, cảm ơn chị gái Thu Trang nhé. Hải Dương này cho bác này, vừa mưa lại vừa nắng, rất là khó chịu luôn. Rất là khó chịu luôn. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo rất là nhiều xe này. Ở đây Innova mới về đây, 389 triệu. Có Innova 2014 này, có Innova 2014 nhé.
Động cơ trang bị 2.0. Em này là đi chuẩn 10 vạn xịn nhá, 10 vạn zin các bác nhá. Xe gia đình đi Innova nhưng 10 vạn zin. Các bác nhìn dàn lốp máy số này cực kỳ chất luôn. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại em tư vấn cho các bác nhà mình. Em chào bác Trần Hải, chào bác Ngô Quý Ban này. Mưa rồi các bác ạ, mưa vừa lắng không thể biết đâu mà lần. Vios em có Vios số sàn 218, số sàn xe gia đình này. Có accent tự động luôn này. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng cũng như là báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em này. Mới về thêm Vios 212, 213 và đặc biệt chiếc xe Vios form mới 214 này, Innova 213 này và Innova 214 form mới xe tư nhân gia đình nhé. Bác nào quan tâm về những mẫu xe như i10, Morning, Innova hoặc những dòng xe bán tải 5 chỗ ngồi gầm cao thì em có Tucson và EcoSport thì các bác có thể kết nối trực tiếp qua Zalo cho em ạ. 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. Còn bây giờ Hải Dương thời tiết thì lại vừa mưa vừa nắng thì em xin phép được dừng buổi nay ở đây. Chúc toàn thể khách hàng nhà mình có một ngày cuối tuần ấm áp bên gia đình nhé. Còn em xin chào và hẹn gặp lại khách hàng nhà mình vào 11:30 ngày mai. Em sẽ lại qua buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.